Tiên sư tổ sư Thái Thượng Lão Quân chức phận thượng thơ Lê Sơn Thánh Mẫu đại tướng Hội Tương thượng tướng Hội Tương cầu Úc Như Men thời gian đội sĩ Thái Đầu Thịnh binh muôn ngàn binh đào quản thiết binh nam và ngàn binh nữ. Nam mô Phổng Thỉnh Tiên sư tổ sư. Nam mô Phổng Thỉnh Chúa Ngọc Chúa Tiền lệnh bài năm cầu để cơ thầy của Chúa Thanh cổ đơn cổ ý cổ cả bàn núi bàn Chúa Ngọc Xuân Tinh Sơn Lâm Chúa Sứ Chúa Dường Chúa An nhất khẩn đàn đàn tam giới nào hoài Chúa tướng binh binh họ binh bộ binh lượng các binh sai binh khai binh khẩn binh xuyên binh khiếu muôn vàng thần binh nay đủ sao ta biết chủ Dương Châu An Ninh Tây Tây huyện Tuy An tỉnh Phú Yên. Nam mô Phụng Thỉnh hộ trì ta chính chủ để giải sao hạn. Giải sao vàng năm 2021 năm Tân Sửu để giải tay ách tay quệ tre khỏi. Nam mô Thánh Vinh Chúa Ngọc Chúa Tiên định vệ năm cậu tế cổ thầy hữu cổ thanh cổ đơn cổ quý cổ tả bạn hữu văn Chúa Ngọc Sơn Tinh Sơn Lâm Chúa Sứ Chúa Dường Chúa An. Nam mô Phổng Thỉnh giải chỗ sư hữu quân bình ba lệnh vạn đế nhớ chị các ngài để giải sao hạn. Nam mô Phật giải cho đoàn quang 60 tuổi tuổi dần Lê Thị Hải 60 tuổi tuổi dần Đoàn Ngọc Lâm 39 tuổi tuổi hợi Nguyễn Thị Kim Liệu 31 tuổi Mùi Đoàn Thanh Tiền 10 tuổi tuổi Thìn Đoàn Quốc Nguyệt 7 tuổi tuổi Mùi Đoàn Kiến Đạt 5 tuổi Đoàn Ngọc Hoàng 33 tuổi Đồng Chiến Hoàng Đồng Chiến Thành Đồng Chiến Đạt Thân Nguyễn Hồng Tấn Phát 9 tuổi Nguyễn Hồng Anh Thư 8 tuổi Nguyễn Hồng Song Thư 5 tuổi Đoàn Ngọc Phúc 30 tuổi Phan Trung Quốc 34 tuổi Phan Thiên An 4 tuổi Cúng sao giải hạn cha chính chủ thoát khỏi tai ách tai nạn trong năm 2021 năm Tân Sửu. Nam mô Phổng Thỉnh nhờ tiêu diệt đại sĩ Dương Khẩu Quỷ Dương thống lãnh tam tục lục bộ năm nữ năm một hạ xe đẳng chúng chỉ liên quan người ức bơm dạng chỉ trên đường chết xé ông dân thế mượn các hộ thật dòng quan hành ông điểm thử vô danh thứ gì thiếu vị vô danh vì các ngày thọ lãnh bánh trái dạng quý hộ cho chính chủ thoát khỏi tai ách tai họa giải sao hạn. Nam mô Phổng Thỉnh sắc quỷ kỳ của bản quân học đàn tập luyện vừa qua chúng chúng mang nhiều tính cao các công binh phong đội ở chính mình rồi nghe mọi động tại năm bắc từ mọi người đến thoại sĩ kỳ diêm bảo huệ kỳ nhất huệ sắc binh đồng hậu nam dương đại tướng chúa ông đại tướng quệ diêm sơn quân ngài sức tài gia dự thích năm phu binh chuyển tướng quán ngự sơn tam đại đại tướng cộng tỉnh tương thành tướng gợp tướng bờ tướng bái thần nêu thần nét thần giao thần diều nam mô đại tướng sơn lâm chúa sứ chúa dường chúa an nhất khẩn đàn tàng ven dưới đạo quại chúa tướng âm binh binh phò binh hộ binh lượng cấp binh sai binh khang binh phẩm binh xuyên binh khiếu buôn dạng thần binh giải tay ách tay huệ giải sao hạn chờ tiến chủ. Nam mô đại phật nam mô Thank you.
Nam mô Đà Phật. Nam mô Nam mô Nam mô thần tận thấu thần kim dẫn vọng chẩm tóc bạch chân thần linh tiêu thỏa sắc lao âm khủng cổ giáo thiên tâm chánh pháp thừa đàn sai tam giới ngũ lâu hệ lên hành quẻ chấp vui cười lắng lắng nhiều ánh sáng cũng vuông ngọc vàng thỉnh phật quan âm thừa lên sáng thỉnh ông thái thượng phụng nghe hành tế tế quyết linh hoài binh đáo thần gió tiện đạo mười năm tướng thần quân tượng ngài tướng binh tử ngã nhật nghiệp công thần tà mai lai đáo bổn đàn tà kỳ di mở thổ địa liên quan thượng nhân tâm thái bản quan thả chính giáo đạo theo được trọn bờ ngài thổ địa liên quan sự vật xuống dương gian ấm lạnh cất rồi đỡ giữa nhiều nghèo hay hơi thứ đỡ không đau hớn hớn trung chính buổi lý sắc tà mai đều lắm liên đức đinh quân dập nằm an thần cũng thỉnh thổ địa liên quan sự vật xuống dương gian ấm lạnh cất cờ bờ đỡ giữa nhiều nghèo hay hơi chỗ đạo không đau hớn hớn trung chính buổi lý sắc tà mai đều lắm liên đức đinh quân dập an thần cũng thỉnh thổ địa liên quan Nam mô Phật. Giải sao?